Nhằm phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện hè năm 2024, Trung ương đoàn tổ chức ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024 được tổ chức rộng khắp, hiệu quả, an toàn, bền vững, gắn với nhiệm vụ chính trị, nhu cầu thực tế của từng địa phương, đơn vị, tạo dấu ấn xã hội tích cực. Trước đó, các đoàn công tác của Trung ương đoàn đã triển khai hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương ở đảo Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng, triển khai các hoạt động hỗ trợ xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Đồng Tháp và Thanh Hóa.